sôi động, kịch tính, chất lượng. Một cuộc thi đã trở thành thương hiệu của THP Hải Phòng Sao Mai. Năm nay, Hải Phòng Sao Mai 2018 đã trở lại, hứa hẹn ấn tượng hơn, bùng nổ hơn với giải thưởng hấp dẫn hơn. Giải nhất 100 triệu đồng. Giải nhì 30 triệu đồng mỗi giải. Giải ba 15 triệu đồng mỗi giải. Các giải thưởng kèm theo voucher lên tới hàng trăm triệu đồng cùng nhiều giải khích lệ dành cho thí sinh và khán giả. Đặc biệt, ban giám khảo cuộc thi là những nghệ sĩ, nhà báo nổi tiếng. Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh. Nghệ sĩ ưu tú, nhà báo Minh Hoa. Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Thụy. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn. Ca sĩ Tân Nhàn. Tùng Dương. Khánh Linh. Chương trình được tổ chức tại trường quay S3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Hãy đăng ký tham gia cuộc thi để khẳng định tài năng và có cơ hội trải nghiệm sân chơi âm nhạc hoành tráng, chuyên nghiệp của THP. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, Hải Phòng, hoặc truy cập fanpage Hải Phòng Sao Mai 2018. Hotline 092 909 3339. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Hạ, Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu, Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKC, Tập đoàn đầu tư xây dựng HGC, Công ty cổ phần tập đoàn VLC, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, Công ty cổ phần hàng không Vietjet, Phòng khám đa khoa Hải Phòng 33 Kỳ Đồng, hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi.